người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Tiền đây. Ngày hôm nay mình làm video chung với lại Tiền Lời nhưng mọi người đi Vũng Tàu 7 ngày rồi Nhớ em quá. Không có nhớ em. Ai thèm nhớ em đâu. Rủ em không đi. Cả đời nói với em ta. Ai thèm thương em. Thương em tú chém rác đít rồi sao. Ok, hiện nay mình có một tin vui, đó là kênh của mình được 20.000 người đăng ký rồi. Trong thời gian qua cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã yêu mến mình, đã ủng hộ mình nha. Hôm nay mình có đi ra chợ để mua một số ếch về để mà làm ếch nướng. Một số à? Chứ sao thì một chú ếch chỉ là đóng. Thanh niên này bắt bẻ rồi nha. Ok, thì hôm nay mình làm ếch nướng cho các bạn xem. Sẵn tiện ăn mừng 20.000 người đăng ký ra ủng hộ kênh của mình. Mấy hôm nay thì từ lúc lập kênh ra đến nay thì mình đổi tên khá là nhiều luôn các bạn. Mình không biết được là nó hơi bị gói lộn tên đó các bạn. Mình thấy tên nó không hợp nên mình đổi. Nên hôm nay mình đã quyết định đổi là chị Tiền Official. Wow. Chị Tiền á thì nghe nó dễ nhớ hơn đó mọi người. Đúng rồi. Mấy cái tên kia mình thấy nó không được dễ thương và Tiền không có nhớ. Chưa dùng là... Ok. Bình tĩnh ra đi, đừng khùng quá. Mình từng không gặp đừng khùng quá nha. Hôm nay mình sẽ nướng hết cho nguyên tay mình ăn các bạn ơi. Qua đây. Đây là một đống hết đó. Một đống hết mà mình đã mua quá trời đống số, rồi. Một số con ếch. Thôi kẹp mày bây giờ tin không? Mình đã ướp khoảng 15 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ để lên bếp than để mà nướng nha. Than này cái nhiệt độ khá là nóng luôn á. Than này nãy Tú nướng xúc xích nè mọi người. Mình nướng ké. Mình hết tiền rồi mọi người. Đi Vũng Tàu gì hết tiền luôn rồi. Bây giờ sẽ để lên nướng nha mọi người. Đó. Wow, thấy hèn quá đi. Nóng quá à. Bỏ mặt cho Tiền lên nướng đi. Mẹ mày. Bỏ mặt em á. Đầu cắt môi. Hai thanh niên hẹn hò đi nướng ăn luôn giờ. Chữ lộn hoài đi. Gặp nhau là chữ lộn mà. Sao thì nhớ, gặp nhau thì chữ lộn. Ai nhớ đâu. Tiếng lũi nhớ kìa. Tiếng lũi nó thèm nhớ luôn vậy em. Đừng nhớ nữa Tiếng ơi, em nhớ đã đờ cái gì đây, chửi em quá trời luôn. Không sao đâu, mình còn nhiều cái nữa này, nó thường lắm. Trời ơi vậy. Trời ơi, nghe nguy hiểm vậy. Bữa ăn này là bữa ăn cho no đó. Chị còn nhiều chuyện quan trọng muốn nói với em lắm. Trời, nghe nguy hiểm quá vậy trời. Phải ăn bữa ăn này để bữa ăn cuối cùng để dạ. Ôi phải chưa tự nhiên cái chị nói kỳ, chị nói là xảo à. Hay đợi đấy Bichukachi không nghĩ rằng nó nấu hoài cái gì Bichukachi gì đó. Bichukachi nấu Bichukachi chạy Bichukachi nhìn trời con ếch này nó tập ghim. Con ếch này nó tập ghim vậy cái muối nó quỳ chết. A few moments later. Ông em coi. Quay đi. Ok, bây giờ ếch chín rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ gấp ra mâm nha. Trời, nó không ăn bánh mì. Ăn dễ không? Mình đã nướng ếch xong rồi các bạn ơi. Thấy đẹp mắt kia chưa? Đó. Ở đây là rau xà lách, rau thơm, rau sống mọi người. Và đây là những con ếch. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Let's go. Hôm nay là thứ bảy, anh đã đi thả đi vòng ba. Đã đến là em nhảy, em sẽ phê. Từ chó hiểu. Ếch của mình đã đứng xong rồi nè mọi người. Bây giờ á, mình với lại Tiền Lùn ăn trước nha. Đây là một con ếch. Xé cái đùi nó ra. Wow. Chài riềm đi. Mời các bạn nha. Ngon chưa? Tự ăn đi chứ. Ăn thôi ha, đúng. Ngon quá mọi người ơi. Wow. Wow. Gì đâu mà lòng hồng vậy. Cái này á. Ăn trắng hả? Ừ, trắng con ớt rồi. Ngon. Ăn nguyên xương luôn hả? Ngon rồi.
đi Vũng Tàu về mình đen quá các bạn, nên không dám ra đồng quay luôn á. Quá trời mày trắng rồi nè, có trắng nhiều đâu. Đây là hạch của một tiếng lưỡi. Thôi quên tiếng lưỡi, không có sáu muối gì đâu. Nó có một muối chính giữa thôi. Sáu muối vòng cục. Lấy thịt ớt gói rau cũng ngon lắm nha. Mời các bạn nha. Ăn rồi mới mờ, nãy giờ mình quên mờ luôn á. Lấy rau thơm kẹp vô. Hello em. Ơ nghe tên tiền á, mình phải lên tiếng, người ta kêu mình phải lên tiếng. Cái đó là cái lịch sự. Chấm vô. Mời các bạn nha, mời lại nha mọi người. À, nãy giờ nói giỡn thôi chứ thực ra là mình xin cảm ơn 20.000 người đã đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngon không? Ngon quá. Nãy giờ ăn cái đùi không mà bây giờ mình sẽ ăn tới cái mình. Cái này gọi là cái lưng của nó mọi người. Chấm nha. Cái phần này nè, nướng là ăn ngon lắm á. Trời, nó cứ phụt cái hoài vậy. Ướp vừa ăn lắm á. Nhưng mà kẹp rau vô ăn mới ngon nha thầy. Bữa nay là anh dặn đậm thấm vừa. Nhiều con nhỏ thì cái xương nó mềm, mình có thể ăn nguyên cái xương. Như con nhái á mọi người. Còn hết xương nó to quá. Con nhái mà chiên là cái y chang bột xương khô. Ừ. Em có ăn khô nhái chưa? Chưa. Khô nhái với quê chị bán á. Chồng mấy ký là ngon á. Nè các bạn đi thấu nha. Nè cho mẹ miếng nè mày. Vô. Vô. Vô vô vô. Vô. Đây là màn ảo thuật ăn ớt. Đó. Mình không dám ăn ớt đâu các bạn nha, mời các bạn mời ăn các ớt. Bạn nha. Không chỉ ớt nha, nó không cay. Không cay, cay cũng chết vậy đó, mày đâm mấy trái mà cay dữ vậy. Sao lúc nào mày ăn mày cũng cười chứ nữa tí. Ăn dân tiện phái lắm sao cười hoài. Ngon. Quê mà chỗ ăn không ngon. Biết chỗ khác chỉ tiền ngon hơn nhiều. Vậy biết chỗ khác đi. Vì tôi mơ được ăn và thích được ăn và thích. Nếu mà các bạn thấy video này ngon, hấp dẫn, đăng ký kênh cho chị Tiền nha. Còn bây giờ thì bye bye.